vì có chút lý do nên nhà con hiện tại chưa có bằng thờ Phật vậy con có thể tụng đầy đủ giống y chang các bài tụng trên YouTube mà sư đã đăng lên phong sư sư cho con hiểu thêm về việc gửi cho cốt lên chùa ý nghĩa và lợi ích cho người chết không sư khi mà nhà quý vị không có cái tượng Phật thì nó có hai cách À, hai cách một là quý vị để cái màn hình ở trước mặt và quý vị mở hình phật lên ví dụ như cái điện thoại hoặc là màn hình laptop hoặc là bất kỳ một cái màn hình nào quý vị mở cái màn hình lên và để ở phía trước mặt mình thì lúc bấy giờ à, ở trước mặt mình nó đã có cái bản thờ phật rồi ít nhất là trong cái thời gian mà quý vị tụng kinh là mình có cái hình phật ở trước mặt ừ còn nếu không nữa đó thì quý vị có thể quán tưởng, nghĩ tưởng đến cái hình ảnh Đức Phật ở trước mặt mình và sau đó quý vị quỳ lạy và quý vị uh, tụng kinh bình thường. Uh, có một cái trường hợp sư chia sẻ như thế này là có những vị tỳ kheo, có những vị tỳ kheo khi mà bị cái thế lực uh, ở lớn mạnh uh, đàn áp ép buộc vì đó phải quỳ lạy đối phương thì à, những vị tỳ kheo này đó dùng một phương pháp đó là quán tưởng Đức Phật ở thế ở trước mặt vì ấy nhắm mắt lại nghĩ tưởng Đức Thế Tôn ở trước mặt và vì ấy quỳ lạy Đức Thế Tôn như vậy không có lỗi gì hết còn đối phương á đối phương khi mà họ nghĩ rằng ừ, người ta đang quỳ những vị tỳ kheo đang quỳ lạy mình thì khi đó đối phương họ tổn phước đó là chuyện của họ nhưng mà đối với tâm của một vị tỳ kheo trong một vài trường hợp ngay cả trường hợp bị ép buộc như vậy vị ấy chỉ cần nhắm mắt lại quán tưởng đức thế tôn ở trước mặt và vị vị ấy quỳ lạy đức thế tôn đơn giản vậy thôi à, cho nên là cái chuyện quý vị có hai cách đó hai cách để mà có cái để có phật ở trước mặt quý vị và quý vị có thể tụng y chang đầy đủ những bài tụng ở trên youtube mà sư đã đăng lên ha